Chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Photoshop để tạo được một cái album cưới hoặc là một cái photobook hay là album gì cũng được, miễn là album hình. Thì đầu tiên là mình cần là Photoshop. Rồi, bắt đầu là tạo một cái file mới ha. Rồi các bạn vào file new. Và ở đây các bạn sẽ chọn cái kích thước các bạn muốn với cái thông số với cái hệ là cm. Thì thông thường nó có nhiều rất là nhiều cái size nên các bạn cần phải tham khảo trước, có thể là 20 15 20 30 hoặc là 30 30. Thì thông thường thì mình hay dùng cái size 30 30 cho khổ vuông nhìn cho nó thích vậy thôi. Đấy ha. Rồi 30 30 cm nè. Rồi cái resolution, độ phân giải 300 pixel trên inch. Và color profile các bạn để Adobe RGB. Nhưng mà thực ra là cái này còn tùy vào cái hình của các bạn đang có. Ví dụ như các bạn đang xử lý hình trên Lightroom chẳng hạn, các bạn chụp xong một bộ hình, các bạn xuất ra hình ở trong Lightroom là Adobe RGB thì các bạn chỉnh color profile đây là Adobe RGB. Còn nếu như các bạn chỉ có sRGB với những cái hình của các bạn chẳng hạn, các bạn có thể chỉnh đây là sRGB. Nhưng mà nếu các bạn để sRGB như vậy thì có thể lúc in ra màu sắc sẽ không được đẹp lắm. Mình biết là mình in ra là mình sẽ sử dụng hệ màu CMYK, nhưng mà cái hình của chúng ta đang là chụp ở mặc định là không có CMYK mà nó ở Adobe RGB chẳng hạn, thì chúng ta nên thiết kế ở cái file Adobe RGB nếu chúng ta chưa rành về AI hay là những cái phần mềm khác. Tại vì không rành nên mới phải xài Photoshop thôi, chứ còn nếu rành thì phải xài mấy kia rồi. Thì cái color profile này á, các bạn tốt nhất để Adobe RGB, bởi vì cái Adobe RGB này cái trường độ, cái độ rộng màu của nó mình cũng không biết miêu tả làm sao, mình không rành. Cái độ, nói chung là cái độ màu như cái độ nhiều cái màu của nó thì nó tương đương, cái độ rộng màu nó tương đương với lại CMYK, nó gần gần giống như vậy, nó khác biệt nhưng mà nó gần gần giống. Thì khi mà mình đưa cái file này ra cho người ta in, người ta sẽ convert nó qua CMYK thì nó sẽ gần gần tương đương. Còn nếu các bạn để sRGB thì nó sẽ bị thiếu màu đi chút xíu, bởi vì có thể nhiều bạn biết rồi, sRGB thì nó ít màu hơn so với Adobe RGB. Rồi tạm thời như vậy đã. Rồi click OK ha. Mình sẽ tạo ra một cái file mới. Nhưng mà vấn đề ở đây á là size thì size ghi là 30-30, nhưng mà thiết kế thì chúng ta sẽ thiết kế trang đôi, nghĩa là double lên, nghĩa là 60-30, để khi chúng ta in ra nó, người ta sẽ tự động lắp lại thành như một cuốn. Ở đây chúng ta không nhất thiết phải là đếm số trang, hay là người ta sẽ in liên tục chứ không phải là in đắp từng tờ lên, cho nên các bạn cứ việc thiết kế từng trang một. Vậy ha. Thì ở đây là mình đang có 30-30. Các bạn có thể tạo một file lại là 60-30, nhưng mà làm để cho nó nhanh thì các bạn có thể vào image canvas size. Canvas size sẽ giúp chúng ta nới rộng ra. Nới rộng sang bên này 60. Ok. Nó phần mở rộng ra tự động nó sẽ so theo cái foreground. Cái màu background, cho nên nó có màu xám xám. Rồi ha. Thì ở đây sẽ ta có như thế này. Nhưng mà vẫn còn một vấn đề nữa, không phải là 60-30 không. Chúng ta chưa tính tới cái gáy của cuốn album á. Thì ở bình thường á nó sẽ khoảng cỡ 1 đến 2 cm. Như vừa rồi mình in một cuốn photobook 40 trang, một trang nó cũng tương đối dày, thì mình để 3 cm thì nó đã có vẻ là hơi thừa rồi, cho nên là tốt nhất chúng ta nên sử dụng 2 cm thôi, 2 cm trở xuống. Thì ở đây mới là 60-30, nếu chia đôi ra thì chưa có đủ, chúng ta sẽ tăng nó lên 2 cm. 2 cm này dành cho cái gáy. Rồi click OK ha. Rồi tiếp theo chúng ta đã có một cái trang trống như thế này, nhưng mà chúng ta chưa biết ở giữa nó ở đâu hay là căn nó bao nhiêu để chúng ta biết. Thì có một cái cách là sử dụng guideline là cái này. Mặc định có thể không có cái rules, cái thứ kể, thì bạn sẽ bấm Ctrl R, nó sẽ hiện cái rule lên cho chúng ta. Thì các bạn đưa chuột vào cái thứ kể này, bạn click vào và đè kéo nó xuống thì tự động nó sẽ ra một cái như thế này. Thì cái này gọi là cái guideline. Cái này có tác dụng á, nó chúng ta giúp cho mình căn vào giữa hay là căn vào cái số bất kỳ nào đấy mình muốn.
Thì mặc định ở đây nó sẽ để là inch hoặc là pixel tùy máy. Nhưng mà mình đang là thiết kế trên file cm cho nên chúng ta để cm cho nó dễ nhìn. Thì như các bạn thấy ở đây là 0 nè, tới 62 nè. Nếu các bạn sử dụng Photoshop Photoshop CS6 trở lên, nó sẽ hiện luôn cái tọa độ trục XY, tức là cái độ dài ngang và độ cao, độ dài và độ cao đó. Thì như cái chỗ chuột mình đang để này, nó sẽ chạy tới 62 là cái độ dài này chúng ta đã tạo ra cái file mới này. Thì cái guideline này nó còn một cái hay nữa là nó tự động khi mà tới gần cái độ ở giữa, tự động nó sẽ khựng lại. Chúng ta cứ đưa gần gần tới giữa thì nó nhiên nó khựng lại, thì cái khựng đó nó vào ngay giữa rồi đó, một là giữa, hai là mép của cái vector của cái layer. Rồi ta sẽ cứ tạo mấy cái vùng biên này đã. Cái này nó cũng có mục đích nhưng mà lát nữa mình sẽ nói sau. Rồi đây tới chúng ta sẽ căn ví dụ ở giữa nè, nhưng mà chúng ta chưa làm ở giữa và chúng ta bởi vì nãy chúng ta đã chừa ra 2 cm để mà làm gáy, nên chúng ta sẽ tách ra phần 2 cm đấy để mà chúng ta biết, ví dụ 31 này, từ đây là 32 này. Rồi ok, thì cái phần này chính là cái phần gáy sách và mình sẽ làm trên hai cái bìa này. Thì ở đây các bạn có thể làm bìa tùy ý, như ở đây mình đã thiết kế ở đây thì cái phần gáy này mình để tới 3 cm là nó hơi thừa nhưng mà tạm thời dùng được. Đối với cái hình, cái màu nền á, nếu như các bạn không để cái hình, ví dụ các bạn sử dụng một cái hình bất kỳ nào đấy để làm nền chẳng hạn, mình sẽ chọn tạm như cái này chẳng hạn, và một có rất là nhiều cách để mà thiết kế một cái trang bìa, nhưng mà mình không có thời gian mình ngồi đâu, mà mình với lại mình cũng không có học về thiết kế nên mà truyền tải để cho các bạn những cái kiến thức về thiết kế. Nhưng mà có hai cách cơ bản đó là sử dụng một cái hình như thế này luôn, nó phủ bao rộng hết, hoặc là các bạn sử dụng một cái màu nền trơn và sử dụng cái icon hay là dòng chữ gì đấy. Ví dụ như bên mình là mình sử dụng cái double exposure là cái hình hình chồng nè, tương đối đơn giản, và dòng chữ ở dưới như cái này. Thì các bạn có thể làm tương tự như thế này, hoặc là thêm chữ. Nhưng mà nếu như các bạn không sử dụng hình liên tục như vậy mà các bạn sử dụng cái màu nền không á, thì mình khuyên các bạn tốt nhất nên không nên sử dụng màu trắng hoặc là sử dụng màu đen. Màu trắng siêu trắng hoặc là siêu đen á, ý mình là cái góc này nè hoặc cái góc trên này nè, là không được dùng. Bởi vì khi các bạn làm như vậy nó sẽ tạo ra cái màu nó rất là mạnh, nó kiểu nó rực và nó gây áp chế người xem. Hoặc là các bạn để siêu trắng chẳng hạn thì nó sẽ rất là dễ cái bám bụi. Mặc dù là cái bìa, cái giấy bìa quảng cáo, cái giấy bìa thì được quảng cáo là chống bám bụi rồi chống dấu vân tay rồi các thứ, nhưng mà tốt nhất là cứ lường trước đi, bởi vì nó sẽ bám thôi, nó không bám nhiều mà nó bám ít. Rồi cho nên là mình sẽ sử dụng nó hơi check về phía trên này chút xíu để nó hơi xám. Các bạn có thể so sánh ở đây để nó hơi xám này ha, các bạn có thể đổ, hoặc là sử dụng cái gradient tool với màu chuyển từ màu trắng sang màu xám chẳng hạn. Nó có nhiều cái màu như vậy thì nó sẽ màu xám sang màu xám hơn chẳng hạn. Rồi ví dụ như vậy thì nó có nhiều cách, nhưng mà mình khuyên các bạn như vậy để mà lường trước đi. Thứ nhất là loại qua những cái vết bẩn sau này, thứ hai là không gây áp chế cho người nhìn, và thứ ba nữa là nhìn nó tinh tế hơn so với việc các bạn để trắng siêu trắng 0% chẳng hạn thì nhìn nó hơi xến, nhìn nó quê sao. Rồi xong ha, thì ở đây các bạn sẽ tạo chữ, ví dụ như là cái phần chữ này chẳng hạn mình đã tạo thêm cái như chữ Our Love Story nè, rồi tên cô dâu chú rể, rồi icon, rồi những cái này chẳng hạn. Thì làm sao để mà chúng ta căn vào giữa? Mình thấy có nhiều bạn click một cái và gõ như vậy thì cũng được thôi, nhưng mà vấn đề là các bạn căn giữa rất là phức tạp, cho nên mình khuyên các bạn là cầm click này kéo sang, làm như các bạn kéo ở trong những cái pen vậy á,
như là xài pen á. Thì các bạn kéo nó như thế này, mặc định nó sẽ có những cái canh lề chúng ta. Thì chúng ta canh vào giữa. Ví dụ như ở đây này, 2 cm. Bỏ hai cái phần, bỏ cái phần 2 cm đấy đi ha, bởi vì nó là cái gáy. Thì ra cái phần này đó là cái bìa trước, cái này bìa sau. Đây các bạn tưởng tượng đi. Thì cái phần này sẽ gấp lại này, phần này gấp vào trong này, gấp vào trong này. Thì phần này là bìa trước, này bìa sau. Trừ khi các bạn ở Nhật thì các bạn có thể để cái này bìa trước. Nhưng mà người Việt Nam thôi, cứ hồi nói nhiều rối. Đây, cái này là bìa trước này. Đấy, các bạn sẽ gõ chữ vào, ví dụ như cái chữ của mình hồi nãy, out of story. Story. Rồi chọn phông. Các bạn chọn bất kỳ cái phông nào tùy theo cái ý thích của các bạn. Nhưng mà nếu tốt nhất thì chọn những cái phông nó tương đối, nó sang sang chút xíu, nó không có bị xến, kiểu múa may hoa lá cành chẳng hạn, nhìn nó không có đẹp, không có được đẹp lắm. Thì ví dụ như vậy, outer story. Rồi cái phần ngoài này, phần bìa chẳng hạn, ấy cái phần gáy sách chúng ta không nên để nó trống, mà chúng ta có thể để cho nó có dòng chữ gì đấy, ví dụ để pre-wedding album chẳng hạn thế. Cho chữ nó to lên chút xíu. Rồi. Và cho nó cách ra, nhìn cho nó sang sang, nó lạ lạ tí. Cái phông này, cái hướng dẫn cách sử dụng cái chức năng này mình đã hướng dẫn trong cái tút trước rồi, nên các bạn có thể tìm lại cái tút trước. Các bạn đưa cái chuột ra phía ngoài này ha, thì nó sẽ có cái dấu đảo nè. Ta đưa nó lên trên, rồi nó sẽ ngang ra. Ở đây cầm và kéo vào cái phần giữa thôi. Đưa nó vào chút xíu và click lại vào, đưa lên trên, đưa lên trên. Rồi là tự động nó vào giữa rồi, mình đang để cái căn giữa mà. Rồi ha, thế là tạm thời là coi như xong cái bìa. Tới cái phần nội dung, cái bìa là xong ha. Có thể lưu lại cái file PSD riêng. Nhớ là nên tốt nhất chúng ta lưu PSD để mà khi mà đem ra tiệm in á, nếu có gì sai sót cho việc chỉnh sửa căn giấy, căn lề chẳng hạn, thì bên in nó sẽ hỗ trợ chúng ta sửa lại. Rồi chúng ta tiếp tục tạo cái trang con. Ở đây có thể tạo nhiều cái trang con, nhưng mà tùy bao nhiêu số lượng trang các bạn muốn. Nhớ là một cái file và chúng ta sẽ tạo là 2 trang, để là 60-30 ha. Giờ không còn là 62 nữa. Rồi không còn là 62 bởi vì nó không còn là cái bìa nữa, giờ chỉ cái trang trong thôi. Rồi click OK. Rồi ta tiếp tục đưa cái con chuột này vào 30 này. Để ý tới cái chữ 30 tự nhiên nó khựng vào cái, khựng vào này, bởi vì đây là size 30-60 mà, nên tự động nó khựng lại thì nó vào trang giữa. Thì tùy theo cái album mà các bạn sử dụng, cái loại giấy hay là cái công nghệ in của các bạn đặt dịch vụ chẳng hạn, thì nó là cái loại nào. Nó có nhiều loại. Đối với ví dụ như là in tạp chí chẳng hạn, in tạp chí thì cái phần hai bìa sách nó sẽ giống như là cái trang tạp chí các bạn mua ở ngoài cửa hàng á, thì nó sẽ cong, chúng ta sẽ bị mất cái một số cái đường biên chi tiết ở phía giữa cái cuốn photobook của chúng ta. Còn một loại nữa là loại photobook mở phẳng, nghĩa là khi chúng ta mở ra nó sẽ phẳng lề luôn, hai trang nó như một luôn. Thì mình khuyên các bạn nếu không có yêu cầu quá cao thì mới sử dụng cái tạp chí thôi, hoặc là sử dụng cho photo album gia đình chẳng hạn, chúng ta sử dụng tạp chí thì nó tiết kiệm hơn. Nhưng mà nếu đã là tiết nhưng mà đã là album cưới thì tốt nhất là chúng ta sử dụng album cao cấp hoặc là mở phẳng. Cao cấp thì nó mở phẳng luôn rồi đó. Thì cái nó sẽ làm cho nhìn cái cuốn photobook của chúng ta nhìn nó sang hơn. Thì loại đám cưới mà đầu tư lần ăn thua gì ha. Rồi 60-30. Rồi thông thường á, ta có thể rất là nhiều cách để thiết kế. Có một số người thì thích là để một cái biên ở phía trên, một cái biên ở phía dưới chẳng hạn. Thì đây mình sẽ làm ra nè, mình sẽ chừa khoảng 3 cm, à không, hơi lớn, để cỡ 1,5 cm đi, 1,5 cm. Rồi ở phía dưới này mình cũng để 1,5 cm, 30 - 1,5. Rồi.
Rồi. Tạm thời là có như thế này. Thì đây chúng ta chỉ việc làm cái vùng biên này thôi, để tạo cái kéo ra. Rồi làm này kéo ra. Rồi. Rồi tạo thêm và đổ cái màu cho nó. Đổ cái màu. Như hồi nãy mình đã nói rồi, tuyệt đối đừng bao giờ sử dụng màu siêu đen hoặc là màu siêu trắng, nhìn nó rợm lắm. Rồi nhìn nó hơi đưa hơi cao lên tí xíu nè. Mình sẽ đổ màu lên đây thôi. Rồi xong. Đây các bạn sẽ cho cái hình vào. Có rất là nhiều cách để thêm hình, nhưng mà mình chỉ hướng dẫn cho các bạn, cái chia sẻ các bạn cách sử dụng như thế này cho nó nhanh nhất. Là chúng ta sẽ sử dụng Clipping Mask. Clipping mà đại khái là khi chúng ta sẽ tạo những cái vùng ô trống như thế này trước. Thì cái ô này rồi, tạo một layer mới ha. Và tạo một cái ô này, để nó màu gì cũng được. Ví dụ như là màu này đi, nó dễ nhìn. Rồi, chúng ta sẽ cho cái hình vào đây. Đây nè, ví dụ như các bạn không sử dụng Clipping Mask nha, mình sẽ place một cái hình bất kỳ vào đây. Mình sẽ place cái hình này chẳng hạn. Mình place vào đây. Đó thì nó sẽ bung hết hết cỡ ra như thế này. Mất công chúng ta phải so rồi bắt đầu crop rồi đủ các kiểu hết. Rất là lâu, tốn thời gian. Nhưng mà có một cách nhanh hơn, đó sử dụng cái Clipping Mask như mình đã nói. Mình sẽ tạo một cái shape, một cái shape trước vào cái phần nào chúng ta muốn thêm hình vào. Thì chúng ta để cái shape như vậy các bạn, vào place rồi thêm cái hình đấy vào. Rồi đây các bạn click enter và các bạn sẽ bấm chuột phải và chọn create clipping mask, click vào cái nó tự động nó vào phần dưới. Thì đây các bạn có thể sử dụng move tool nè, các bạn cầm và kéo có thể di chuyển lại hoặc là căn chỉnh kích thước sao cho nó tùy ý, cho nó theo ý muốn. Ví dụ như ở đây là xong một cái trang, xong một trang bên này một mặt. Mình sẽ tạo tiếp tục cái trang bên này, nhưng mà trang bên này mình không muốn làm cái màu, làm cái full như thế này nữa, mà mình muốn tạo cho nó thành từng ô chẳng hạn. Ví dụ mình muốn tạo thành 4 ô đi, thì đây 30 với 60 chia đôi ra là 45. Rồi 45 ở phần giữa chia click vào đây là tự động nó ra chia thành 4. Thì ở đây các bạn sẽ lại chọn cái shape nè và kéo nè, tạo cái ô ở đây. Ví dụ cái ô này ô màu đỏ đi cho nó dễ phân biệt thôi. Rồi tạo một cái layer mới ô bên này, cái này cho đại bất kỳ một nào cũng được. Rồi tiếp tục tạo một layer mới, rồi chọn một màu bất kỳ. Ôi mẹ nhìn tăng tóc thế. Ctrl Shift N này, tạo một layer mới nè. Rồi tiếp tục chọn lại cái màu này. Rồi giờ đây mình sẽ chọn lại cái hình màu đỏ nè, và mình sẽ play một cái hình bất kỳ vào đấy. Cái hình nào các bạn muốn cho vào chẳng hạn như là hình này đi, này đi, click vào, play vào. Rồi các bạn cứ enter. Cách nhanh để mà chúng ta tạo một cái clipping mask là các bạn đè phím Alt+S và đưa vào cái khoảng giữa hai cái layer này nè, click một cái là tự động nó tạo clipping mask luôn, không cần phải cách cơ bản á, cách đúng theo lý thuyết á là click chuột phải và chọn create clipping mask. Rồi vậy đi, các bạn sẽ Ctrl T cái hình đó và chúng ta căn chỉnh lại cái hình bộ cục lại sao cho nó đúng ý các bạn. Rồi đã xong hình 1. Bấm lại qua cái layer màu cam nè, play tiếp một hình vào. Ví dụ thế này, play vào ha. Rồi, để phím enter đi.
bấm phím Enter này, rồi đè phím Atlas này và click vào giữa hai cái layer này, rồi chọn Move Tool và kéo nó qua, Ctrl T, rồi đè phím Shift này và kéo nó lên, bố cục lại, rồi bấm phím Enter. Tiếp tục cái màu tím, cái ô màu tím này, cái phần trong cái ô màu tím này. Rồi, chọn. Rồi, lấy chọn. Rồi, bấm Enter nè. Rồi, để phím Alternate nè. Click vào. Rồi, Ctrl T nè. Và để phím Shift nè. Rồi, bố cục lại nè. Rồi, cứ như vậy. Tiếp tục chọn cái layer màu xanh lá cây nè. Play tiếp nè. À, chọn một cái hình nào đấy, hình bấm này đi, Enter này, rồi rồi, bấm Enter này, rồi đè phím Alternate này và click vào giữa hai cái layer này, bấm Ctrl T, đè phím Shift rồi kéo xuống, căn chỉnh lại, bố cục lại, bấm Enter, rồi vậy là xong, coi như xong một trang đó. Các bạn có thể bấm Ctrl H để mà chúng ta tạm ẩn những cái guideline này đi. Bấm Ctrl H này. Rồi đó. Thì đây là một cái trang của chúng ta. Đó là hai trang rồi đó. Đây là một tờ đó. Nhưng mà hai trang này nó sẽ liền nhau. Như là đánh số thứ tự chẳng hạn. Nếu đánh số thứ tự ở đây là trang 1, trang 2. Rồi tiếp theo là 3, 4, tiếp theo 5, 6. Chúng ta cứ tiếp tục làm như vậy cho tới khi nào cho nó hết cái hình hoặc là theo cái số trang mà các bạn đăng ký. Nhưng mà có một cái lưu ý nhỏ nhỏ, bởi vì nó liên, mặc dù nó liên tục thật, nhưng mà có những trang mà chúng ta hình cô giáo chú rể ở giữa hoặc là chủ thể nằm ở giữa chẳng hạn, thì tốt nhất chúng ta nên căn chỉnh kéo ra cho nó rời cái ở giữa ra chút xíu, bởi vì mặc dù là mở phẳng đấy nhưng mà nó vẫn có những một cái đường đen màu đỏ đỏ, màu đen, cái đường màu đen mảnh mảnh thôi nhưng mà nó vẫn cắt vào giữa, thì nó cắt vào mặt của giáo chủ rể nó hơi kỳ, hay là cắt vào giữa họ hơi còn kỳ hơn nữa. Rồi đó là xong một cái trang này, cứ tiếp tục làm như vậy tới khi nào hoàn tất cái album của các bạn. Như ở đây mình tạo một cái album gồm có 20 tờ, cứ một file như vậy là hai trang đó, thì nó sẽ tạo ra một cái cuốn album 40 trang và mình in ở color book với loại giấy cao cấp thì kết quả ra rất là tốt. Nhớ nha, nhớ cái setting color setting này. Trước khi làm á, các bạn vào edit này, color setting này và chọn cái RGB này là Adobe RGB. Nếu như các bạn in ở Adobe RGB chẳng hạn, đó thì khi các bạn lưu lại, nó sẽ hỏi bạn có muốn lưu kèm cái ICC profile Adobe RGB hay không. Đây nè, bạn nhớ tích chọn vào ha, lưu lại là PSD và một cái folder nào đấy để chung lại và đặt tên lại. Ví dụ như là đây là trang 1, trang 2 chẳng hạn, thì mình sẽ ghi là một dấu gạch ngang 2, thì mình sẽ biết là cái file đó là cái trang in của trang số 1 và trang số 2. Hay là cứ vậy là xong cho tới khi nào hết cái bộ ảnh của các bạn. Và nhớ các bạn thay đổi cái sự xuất hiện của ảnh sao cho nó phù hợp ha. Ví dụ như là đây là 1 rồi 4, ví dụ như là trang sau mình có thể làm toàn bộ hai cái này là một ảnh chẳng hạn. Rồi trang tiếp theo là hai cái ảnh thôi, rồi trang tiếp theo nữa là tùy làm sao đấy, tùy các bạn sáng tạo cái bố cục hình sao cho nó hợp lý. Và đối với mình á thì mình rất là ngại cái kiểu mà thiết kế thêm hoa văn rồi gõ nhiều chữ vào, nhìn nó rất là chướng mà nó cũng không có tác dụng gì cả, chẳng ai đọc đến cái chữ đấy bao giờ, mà cũng chẳng ai đem vẽ theo cái vector đấy chẳng vào bao giờ chẳng hạn, thì nó rất là thừa. Và mình chỉ nên sử dụng cái diện tích giấy của mình tối đa, làm sao cho nó nổi bật được những cái hình ảnh của mình thì nó hay hơn và nhìn nó sang hơn nữa. Rồi ha, là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái tool này. Nếu có câu hỏi gì thì các bạn có thể đặt câu hỏi ngay phía dưới comment hoặc là phía dưới comment hoặc là gửi mail cho mình.
ơi hoangphuc@gmail.com. Mình sẽ cố gắng trả lời tất cả các bạn. Rồi, xin cảm ơn.